Rồi, hello em ơi, em chuyển cần xe máy phép đây. Hôm nay lên cho anh em con Fu chờ 2. Xe này đầu nội là cái chạm mày ha, nhưng mà máy làm rất êm luôn. Theo sự kinh nghiệm của em chạy á, là em thấy xe này máy thợ làm rất chuẩn ha. Chứ không phải như mấy xe mà chạy như mấy thợ nó cho làm. Đó. Máy này chạy nóng lên càng nóng đi càng nhẹ. Máy em nghe tiếng máy nổ nè, không khác gì tiếng máy zin nha. Nó có thể là thợ này làm cái máy còn ấm hơn là máy zin á. Thôi với lại máy người ta không có khói bọng nữa ha. Được cái chắc xe được cái màu tím mộng mơ nhìn thấy đẹp. Màu tím đen nhìn thấy đẹp ha. Nó phu hai màu đỏ đen, màu xanh đen mình giờ biết nó cũng nhàm. Nó màu tím đen này mình ít thấy ha, nhìn màu tím đen nhìn cái xe nhìn thấy nó đẹp sáng xe. Chắc xe này thì ốc tán đồ đẹp lắm, ốc tán đồ dàn nghính đẹp lắm. Nói chung là hơi chưa có qua quá trình dọn bọng rồi nữa ha, nó chưa có qua quá trình mà dọn bọng nguyên lại nguyên xe đâu. Xe này đồ zin nó còn hết trơn, nó dành zin đồ còn hết trơn đây, dành Siam Siam Gucci này, nó đúng dành zin này ha, nó đúng dành zin theo xe luôn. Máy móc đồ rất là êm lắm, áo sống đồ liền lạc không có bể bọng gì ha, nó cài nó bọng gì này không có bể bọng gì đâu. Có là sáng nè, tháo ra sơn cobo để cho nó sạch sẽ nhìn nó đẹp. Máy quá êm. Máy này anh em chạy im lắm, em bảo đảm luôn, lên chạy nó vừa ý liền. Máy đi bốc mà xe nó đầm, im nhẹ. Nồi bọng nó không có hú hí gì chứ. Bô bọng rồi còn ghim theo xe hết trơn ha. Bô bọng rồi còn ghim hết. Sườn đồ rất đẹp. Sườn đồ rất đẹp ha. Cái chỗ này nó tan tan cái xét là phải chạy quậy đó. Tại vì mấy dòng này cái chỗ này là, nói chung là không phải cái dòng này nữa, kể cả các dòng xe luôn, chiếc nào ở chỗ này nó phải ten ten cái này nè, tại nó da chạm nước nôi đồ nhiều mà nó chịu thôi. Cái vỏ bọng rồi mới thay ha, dành đồ còn ghim, dành đồ ghim theo xe, vỏ bọng mới thay. Chơi vỏ mắt xích ha. Vỏ bọng trước sau mới thay hết trơn, anh em về coi chúng tiền ha. Phuộc đồ có bắn lại mà nhìn nó đẹp nè. Phuộc nói chung là phuộc có sơn đi còn đẹp. Áo này chắc áo zin quá, đúng rồi chắc áo zin là bởi tem nó có chày này ha. Nó chứ áo thay mới thì nó cũng dán tem mới thì đâu có chày. Áo nó zin á. Bộ áo Fu 2 mà zin cỡ này giờ anh em mua đi không có dưới mà giá 5 triệu. Bộ áo không á nha. Mà giờ nó màu tím đen này nó không có hàng luôn á, mua là phải đặt hàng trước á, đặt hàng trước biết lâu lấy về màu tím đen này, kiểu giống như bản đặc biệt vậy. Đây được cái ốc tán nó còn đẹp lắm, ốc tán nó còn vàng nghính là đẹp, ốc tán cốt trước sau thì vàng nghính nè, buộc bọng đồ nè rất là đẹp ha, dành căm đồ còn sáng tinh, nó sườn bọng bên trong đồ rất đẹp. Xăng lớn nè, xăng lớn là không có bong chóc sơn bọng gì chứ. Xe này biển 66 Đồng Tháp nè anh em. 66 Đồng Tháp. Xe này bên em bán giá 18 năm đó. Nó là bao gồm hồ sơ cho anh em luôn ha. 18 năm là bao gồm chi phí hồ sơ luôn. Có gỗ bọng gì sẵn rồi ha, bán cho anh em chốt thì em gửi gỗ bọng người theo xe gì cho anh em chứ em không có mở bọng ra đâu. Rồi Fu 2 màu tím mộng mơ giá 18 năm bao gồm hồ sơ ha, anh em nào thấy vừa ý đó thì alo em, số điện thoại em là 0961 374 375. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bye bye.